À, chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. À, hôm nay chúng ta sẽ viết selection sort, tức là sắp xếp theo thứ tự mà dùng kiểu lựa chọn. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu nha. À, rồi, selection sort á, nó cũng giống tựa tựa như bubble sort đó, các bạn. À, thì bubble sort đó thì mình cái nhẹ thì mình nổi lên mặt nước, cái nặng mình chìm xuống mặt nước. Thì cái selection sort này nó có giống như nó có một chiều thôi, cái nhẹ nó nổi lên hoặc là cái nặng nó chìm xuống. Thôi bây giờ mình làm cái nhẹ nó nổi lên đi nha. Thí dụ mình có một cái array có cái kích thước là 7, thì từ 0 tới 6 là 7 nha. Ok, rồi thì cái thuật toán nó sẽ làm như vậy. Nó sẽ kiểm tra, bắt đầu nó chia ra nè các bạn. Thí dụ như mình nói ai thì mình cũng chạy ai từ 0 cho tới tới cái kích thước trừ 1, tức là mình nhỏ hơn các bạn. Tức là mình sẽ giống như là cái thằng chót này mình đừng có tính. À, đại khái vậy nha. À, rồi chút xíu mình coi lại chỗ này sao. Ok, thì bây giờ này số 8 nè, bắt đầu nó phân ra nè. Nó nói là số 8 là chỗ này. À, nguyên cái đám này thế thằng nào là nhỏ nhất đâu. Cái thằng này nó nói tao là nhỏ nhất nè, nhỏ nhất là số 2. Cái bắt đầu nó swap là nó đổi ở chỗ. Ok, vậy là số 2, số 8. Thì còn lại là những cái số này. Phải không? Ok. Rồi, để kéo lên chút xíu. À, nó đứng rồi. Chờ một chút nha. Rồi, ok. Thì sau khi mình tìm được lần thứ nhất là cái số 2 này mình chốt lại là số nhỏ nhất rồi các bạn thấy không? Đó, rồi bắt đầu mình cái i bằng 1. I bằng 1 tức là mình đang kiểm tra cái thằng này nè các bạn. Rồi mình chia ra cái đám lộn xộn này, mình nói cái thằng nào nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất. À, nhỏ nhất. Cái mình nói ô cái thằng số 4 là nhỏ nhất. Rồi vậy thì tao đổi chỗ. Ok. Thì mình sẽ ra số 4, số 9, 11, 7, 5, 4. Oh no, không phải 4, 8. Đúng không? Thì sau lần này xong đó là mình chốt cái này lại, thấy không? A bằng 2. Thì bắt đầu nó kiểm tra số số 9 này. Chia ra nguyên cái đám lộn xộn thì nó coi số 5 là số nhỏ nhất thì nó sẽ hoán đổi là số 5, 11, 7, 9, 8. Rồi xong nó chốt lại số 5. À, thấy không? Rồi tương tự nó sẽ kiểm tra số 11, nguyên cái đám lộn xộn phía sau này có số 8 nè. Đó. À, kéo lên coi nó đứng không. Rồi, số 8 nó sẽ chuyển đổi là số 8 ở đây, 7 ở đây vẫn như cũ, 11. Đó, rồi nó xong nó chốt lại. Đó, rồi xong mà tới số 7 nhỏ nhất là 9. Ồ, 9 nó vẫn lớn hơn thì thôi, chừng nào mà nó nhỏ hơn mình mới đổi nha các bạn. Lớn hơn thì thôi. Thì mình vẫn để như cũ lại. Mình chốt lại. Rồi cái bắt đầu số 9 này, số 11 nó tìm được số này nhưng mà nó nhỏ lớn hơn thì thôi luôn, mình chốt lại luôn. Cái chót không có làm gì, chốt lại luôn. Đó thì mình sẽ có cuối cùng á là mình sẽ có một cái array có số 2, số 4 là kéo xuống nè các bạn. Số 5, số 8, số 7. À, số 7 này mình bị sai. Số 7 này nãy hồi nãy mình bị sai, sai chỗ nào ta? À, nãy mình nói 8 với 11, mình cái chỗ này sai nè các bạn. Chỗ này sai mình bôi đi. Đó, làm lại nè. Kiểm tra 11 với lại nguyên cái đám này phía sau, cái đám này bỏ nha. Thì có số 7, 7 là nhỏ nhất. Thì phải đổi là số 7 rồi 11 9 8 đó, vậy mới đúng đó. Đó, rồi chốt lại số 7. Rồi xong rồi kiểm tra số này thì cái nguyên cái đám này nhỏ nhất là số 8 9 11. Đó. Rồi các bạn thấy không? Thấy cái thuật toán như vậy chưa? Tức là mình kiểm tra từng từng ô chạy từ 0 từng ô cho tới cái ô mà gần chót. Thì nếu mà nguyên cái đám lộn xộn bên tay phải này mình tìm cái số nhỏ nhất mà cái số đó nó nhỏ hơn cái số mình đang kiểm tra nè, cái số này là đang kiểm tra nè. Đó,
thì khi mà nó thỏa mãn điều kiện đó thì mình bắt đầu mình đổi, mình swap. Ok, rồi chúng ta bắt đầu code nha. Ok, vô cái code cũ nè. Rồi, đây là cái bài cũ. Cái bài cũ mà mình dùng bubble sort. Rồi, để coi coi nó chạy cái. Đó, các bạn, đây bài cũ nó chạy nè ha. Rồi cái bài selection sort này mình khỏi cần làm animation. Mình làm cho nó nhanh nha. Cái này thì để giống như là cho nó vui thôi, cho các bạn tập sự mấy cái array hay là index sau này nọ. Ok, rồi bây giờ đó mình, cái ý mình muốn á, là cái mà nó chưa có sort á, thì nó nằm bên tay trái, còn sort rồi nằm bên tay phải, đại khái như đi. Thì cái left của mình nè, mình chia ra nửa màn hình nè, thì cái khởi tạo đầu tiên á là cái số ngẫu nhiên đó mình nằm bên đây nè, thấy không? Rồi. Còn cái mà mình sort mà nằm bên đây nè. Rồi. Thì bây giờ đó mình đừng có dùng bubble sort nữa. Bây giờ mình đóng lại. Cái bubble sort này mình đóng lại nha các bạn. Đó, ngay chỗ này mình đóng lên luôn đi. Rồi bắt đầu mình viết cái phía bên dưới đi, cái giá trị của mỗi thằng đi. Rồi, mình chạy thử coi. Này chưa làm gì hết đó nha các bạn. Mình giống như mình load cái project rồi mình chuẩn bị rồi sẵn sàng. Đó, thì cái này là một cái dãy số ngẫu nhiên nè các bạn. Đó, ngẫu nhiên ha. Rồi, cái bắt đầu mình sẽ kết quả mình nằm bên đây nha. Đại khái như vậy. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu mình làm. Mình coi coi ngay chỗ này ha. Bắt đầu mình nói selection sort ha. Thì mình cũng có cái for loop. For loop thì mình đi từ i, hồi nãy mình nói i bằng 0, i nhỏ hơn kích thước trừ cho 1 ha. I cộng cộng. Đó. Rồi, rồi xong rồi sau đó nó bắt đầu mình mới tìm cái số nhỏ nhất từ cái phía bên đây nè các bạn, để mình kéo lại nha. Đây, mình số 8 này là i nè. Còn cái số nhỏ nhất từ nguyên cái đám lộn xộn nè. Đó, mình để đây mình nhìn để cho dễ thấy nè. Cái mình dùng cái for loop nữa nè. Mình nói từ j đi. J thì cái này j gì chưa biết. Nhưng mà j nó bằng bằng cái chỗ này nè các bạn. Thì cái chỗ này tức là ngay cái i cộng 1. Ok. Đó. I cộng 1. Đó các bạn thấy không. Nhưng mà lần này nó chạy tới cái số chót luôn. Cái số chót thì mình không có trừ đây. Ok. Rồi, mình tìm cái số nhỏ nhất. Cái số nhỏ nhất nhưng mà cái index các bạn là mình tìm cái số đỏ đỏ này nè. Các bạn thấy không? Thì thí dụ như mình nói integer min min index đi. Là bằng dĩ nhiên là bằng index là bằng cái số này trước đi các bạn, thấy không? Thì cái số này tức là i cộng 1 của các bạn. Đó. Thì bằng i cộng cho 1. Thấy không? Rồi, cái mình nói nếu mà cái ô này á nếu mà cái ô này để coi coi cái index mình xét mấy cái ô này với lại cái ô kế thì mình đi đây trừ một luôn các bạn, mình bỏ cái số chót đi, tức là mình kiểm tra 2 với 9 rồi mình kiểm tra là nguyên dài tới đây thôi thì trừ ra một số này. Rồi thì thí dụ như mình nói nếu nè, nếu mà cái chữ a nè ha, cái array của mình tại vị trí j nè, đó, nếu mà nó nhỏ hơn a tại vị trí j cộng 1, đúng không, thì mình làm gì đó mình chưa biết, kệ nó, mình tính sao nhỏ hơn. Nhưng mà cái j này á, giống như mình đang tìm cái số nào mà nó nhỏ nhất mà các bạn, phải không? Thì ví dụ như mình nói vô số lần đầu tiên nó chạy vô cái lúc này á, mình nói số 2 là số nhỏ nhất của tôi nè. Phải không? Để bây giờ chạy thêm cái số kế nữa. Để coi mình nói sao giờ. Rồi, thôi để mình nói lại vậy đi.
ngay cái chỗ cái giá trị cái index nhỏ nhất của mình nó là ngay chỗ này tức là i cộng cho 1. Ok. Thì bây giờ cái J của mình nó mình đi từ số này đi, số 2 nè các bạn. Đó, mình đừng cộng 1, mình đi từ số 2. Mình đi cho hết luôn. Hết luôn thì mình không có trừ 1 ở đây. Ok. Rồi, đó. Ok, tức là mình nói số 9. Nếu mà số 9 nó nhỏ hơn số 2 là bắt đầu mình action, mình bắt đầu mình làm việc, thấy không? Mà giờ số 9 lớn hơn thì thôi. Thí dụ như số 9 nó là cái gì? Số 9 là ngay tại cái vị trí này đúng không các bạn? Đó, nếu mà nó nhỏ hơn ngay tại cái vị trí index này á, đó, thì cái index của mình á đang là ngay đây nè, có cái giá trị là 2 nè. Nếu số 9 mà nó nhỏ hơn con số 2 thì mình làm gì đó, còn nó lớn hơn thì thôi mình chạy hoài. Như trong cái trường hợp này á, mình sẽ chạy hoài, đúng không? Mình chạy hoài cho tới hết luôn. Ok. Thì cái bài này tại mình coi như mình bị xui đi. Là nó sẵn. Ok, rồi tại vì mình chưa biết làm gì trong đây nè các bạn. Thì sau khi mà chạy xong cái loop đó đó, mình có cái index này nó chỉ vào ngay cái vị trí mà nó giống như là nó nhỏ nhất trong cái đám lộn xộn phía sau, các bạn thấy không? Đó. Thì mình nói nếu mà tại cái vị trí nhỏ nhất này đó, nếu mà nó nhỏ hơn hơn cái nghe thằng i nè, ngay chỗ này nè bạn, thấy không? Thì tức là cái array sub i nếu mà nó nhỏ hơn cái giá trị đó thì bắt đầu mình swap. Đó, thì mình swap và mình lên đây mình lấy lại cái này nè các bạn. Đó, mình swap. Swap á thì mình swap giữa hai cái này với nhau thì mình nói nè, ví dụ như mình swap giữa cái này và cái ai đó, các bạn thấy không, này trùng với cái này, mình chuyển đổi hai cái nội dung của đó. Rồi thì bây giờ xong xong cái đó rồi, cái lúc nó lần thứ kế lên đó, thì số số 2 nằm đây, số 8 nằm đây, đúng không các bạn, đúng không? Bây giờ số 8 này đó thì cái min index này nó sẽ là tức là số 2, tức là bằng giá trị là 9 đó các bạn. Đây đây, để mình vẽ vô trong đây nha. Để coi coi nè, nè. Cái này là để mình kéo lên nè. Đây, ngay chỗ này đây. Ok. Rồi, thì cái khi mà ai nó bằng 1, tức là cái này nó xong rồi nè. Thì bây giờ cái min của mình á bằng gì, là bằng ngay ô này nè, các bạn thấy không? Ô này tức là 0 1 2 bằng giá trị 2, nhưng mà cái giá trị chính của nó là số 9 nè, thấy không các bạn? Rồi bắt đầu mình coi cái đám ô no, no cái giá trị. Nào, xin lỗi, mình nói lại. Hai này là đứng nè, bắt đầu đó. Mình xét số 8 nè. Bắt đầu nguyên cái đám lộn xộn nó phía sau nè, đúng không? Thì bây giờ đó mình nói cái giá trị ngay tại vị trí cộng 2, tức là cái vị trí này nè, nó số 11. 11 tức là mình tìm những cái số nào mà nó nhỏ nhất trong cái đám lộn xộn này thì nó ra số 5 nè. Đó. À, thì khi ra số 5 này đó, bắt đầu nó ra khỏi cái lúc đó, nó cũng hỏi cái câu hỏi nó nhỏ hơn số 8, mà nhỏ hơn số 8 thì đổi. Thì vậy là khi mà mình tìm được một cái số nhỏ hơn là cái số mà mình nói đó, thì mình sẽ phải gán lại cái số nhỏ này nó bằng là bằng ngay cái vị trí nhỏ đó. Ok. Đó. Rồi. Thì xong, khi mà xong tất cả rồi mình nghĩ là nó chạy rồi đó, nhưng mà để coi coi. Rồi mình vẽ lại. Ok, mình xong mình vẽ lại, nhưng mà cái bên left này đó mình phải cộng thêm cho cái width phân nửa nữa, đặng nó vẽ bên tay phải mà. Thử coi cái nó được không nha các bạn. Nó chạy ngon nè các bạn. Đó, nó chạy đúng rồi nè. Bây giờ mình thử trường hợp nữa coi coi nó có đúng không. Ok. Đó, nó cũng chạy đúng luôn, thấy không các bạn? Ví dụ như là mình cho là 10 15 đi, thay vì nó 10 mình cho 15 đi.
coi chừng nhiều quá nó đầy màn hình cái nó không có, nó vẽ ra sai sai bét. Đó, cũng đúng hay các bạn. Đó, thấy không? Cũng sót được. Rồi, ok. Vậy là coi như là cái bài mình hoàn thành. Bây giờ này mình để mình nói tóm lại nha. Cái selection sort tức là mình mở vào đây đi. Tức là bắt đầu mình chạy trong từng mỗi phần tử thứ nhất, rồi xong rồi những cái đám lộn xộn ở phía sau mình tìm cái số nhỏ nhất. Khi mà cái số nhỏ nhất đó ngay tại cái vị trí này á, mình thấy nó nhỏ hơn cái mà mình đang xét, thì mình hoán đổi vị trí, tức là swap nó. Ok, thí dụ như mình chạy tới cái phần tử thứ hai, phần tử này nè, nguyên cái đám lộn xộn phía sau nó có thằng nào nhỏ nhất, mình chốt là được thằng này nhỏ nhất. Thằng này nhỏ nhất thì mình coi coi cái giá trị của nó có nhỏ hơn này không, nhỏ hơn thì mình đổi. Đó, các bạn thấy không? Ok, thì có cái trường hợp nào mà nó không nhỏ hơn á, hoặc là nó tìm được số nhỏ nhất rồi nhưng mà nó vẫn không nhỏ hơn thằng này thì thôi kệ, tại cái thằng này là tốt rồi đó, ý tưởng là như vậy. Còn nếu mà có thể có mình có thể có mình viết cái cách khác đó, là cái số nào lớn nhất mình đẩy hết qua bên tay phải. Ví dụ như mình nói trong từ đây cho tới đây cái đám lộn xộn này số 11 lớn nhất, thì cái số này liệu có lớn hơn cái số chót không? Nếu lớn hơn thì mình đẩy số 11 phía chót, các bạn hiểu không? Rồi lần thứ hai nó chạy thì số 9 lớn lớn nhất trong cái đám lộn xộn nó sẽ đẩy tới cái kế đó, thì mình sắp xếp như vậy thì là những cái thằng nặng nhất mình đưa qua bên tay phải, còn cái mình đang làm này đó là những cái thằng nhẹ tức là nhỏ mình đưa qua bên tay trái. Rồi, ok, thì có nhiều cái chỗ này mình thấy hơi lộn xộn đúng không? Đây, để mình cũng nói lại cái nữa. Ok, cái đang xét là thí dụ như số 8 nè, nguyên cái đám lộn xộn phía sau nè, thì cái lộn xộn đầu tiên là cái mình coi như là cái lộn xộn mà tức là cái số đó nhỏ nhất đó, ngay cái vị trí đó nhỏ nhất. Rồi mình chạy từ cái vị trí kế cái vị trí đó tức là cộng 2, mình chạy tuốt tuần tuột, mình chạy tuốt luôn hết luôn, tức là mình chạy luôn cái size luôn, nhỏ hơn bằng tại vì index nó bằng 0 nên nhỏ hơn cái size. Rồi mình kiểm tra coi những cái thằng nào trong hai cái đó giá trị nào mà nó nhỏ hơn cái giá trị mà mình đang nghĩ là nó nhỏ nhất. Đó, khi mà nó tìm được một số nhỏ hơn thì nó phải gán lại cái min index là ngay cái vị trí đó là một cái vị trí mới, thấy không? Đại khái như vậy. Sau khi nó thoát khỏi cái loop ở trong thì nó ra bên ngoài nó nói ngay cái vị trí nhỏ nhất mình tìm được cái đám lộn xộn bên tay phải nè, mà nó đang nhỏ hơn cái vị trí đang xét thì mình mới swap, còn không thôi thì thôi. Rồi hiện nay mình in ra thì cái bài này á, nó sẽ có là hồi bữa nhất mình có nói là các bạn nhớ về cái vấn đề mà big O không, thì cái bài này mình cũng thấy hai cái vòng lặp, hai vòng lặp á, thì là hai cái loop đó các bạn, thì mình cũng có big O and square đó, và cái space của nó đó cái space của nó thì là big O of one, cái này cái time đó. Thì cái time mình có hai vòng lặp là n square, ví dụ 1.000.000 record là mình chạy rất là lâu. Rồi cái này là cái space tức là cái mà mình chiếm bộ nhớ hay không, thì cái bài này mình không có khai báo thêm gì khác ngoài cái array nó cho hết, thành ra coi như là nó big O of một, đại khái nó một. Bây giờ 1.000.000 là phần tử nó cũng không có khai báo gì thêm, nó cũng vẫn đi nguyên như vậy. Thì mỗi cái cách sort hay là nói chung những cái thuật toán tương lai thì mình đều phải kiểm tra cái này để mình biết cái độ nhanh của nó cỡ nào, mình có tốn memory không. Ok, rồi video này đến đây là hết rồi. Để chạy lại lần nữa nghe. Rồi ok. Rồi thì mình cũng không có cần phải học hết mọi cái kiểu sorting đâu, mình học một vài cái thôi, giống như trong trường mình chỉ học vài thứ thôi, ví dụ như bubble sort. Ủa, cái này mình quên chỉnh lại. Cái này mình không gọi là bubble sort nữa mà mình gọi là selection sort.
thì mình học một 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 vài cái thôi để cho mình hiểu cái cách mà cấu trúc dữ liệu, nó sắp xếp làm sao cho nó hay để mà hoàn thành một cái nhiệm vụ đó. Thì mình sẽ học insertion sort, rồi mình sẽ học merge sort, rồi mình sẽ học quick sort, đó vài cái vậy thôi, còn rất là nhiều. Thì mỗi cái nó có hai hay cái dở đó. Rồi ok, thì tại sao mình học mấy cái sort này làm gì? Thôi để mình nói luôn sơ qua, mình học như vậy á là để khi mà mình tìm một cái phần tử trong cái này á, đó là nó sẽ rất là nhanh. Trong cái đám lộn xộn này mình tìm á, mình phải chạy đi từng phần tử mà mình so sánh. Còn khi mà nó sort rồi á, mình muốn tìm cái phần tử nào á, mình chỉ dùng phương pháp chia đôi là mình tìm vài bước là mình tới rồi. Ok, thì cái mục đích cuối cùng là như vậy. Thì data khi mà nó có rất là nhiều thì lúc đó mình tìm, mình sort xong mà mình tìm á, nó rất là nhanh, thấy không? Mình thêm vô nó cũng rất là nhanh. Rồi, video này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế nha. À, bye bye.